Ok, red flag hả? Trong quá trình anh đọc CV hoặc là anh phỏng vấn một bạn á, thì thường anh có nhìn nhận cái gì là một cái red flag hay không? Ok, red flag hả? Điểm red flag anh nghĩ đầu tiên đó là sau khi mà hỏi ở trong cái câu hỏi đó bạn đó bắt đầu nói lung tung. Ví dụ như là mình hỏi về vấn đề này mà nó không có mô tả kỹ cái đó là biết bạn nó không có nắm sâu rồi, không có nắm kỹ cái đó rồi, bạn nó sẽ tìm cách nói lảng nói tránh trên cái câu hỏi của mình. Thường mấy cái case này anh sẽ loại. Điểm thứ hai thì anh nghĩ đó là feedback của bạn nó về các công ty cũ như thế nào, thái độ của nó về công ty cũ ra làm sao. Nếu như nó không tốt thì đó cũng một điểm red flag. Bởi vì thường thường thì anh thấy những bạn như vậy thì bạn không bao giờ cảm thấy hài lòng mà sẽ ít trân trọng những cái gì mà mình đang có. Thì anh cũng sẽ coi kỹ những cái case đó. Có một vài case nếu như mà bạn đó, anh cũng biết diễn tả là sao nhưng mà cái khả năng truyền đạt của bạn nó không tốt thì anh cũng loại ngay luôn. Nhưng mà có một cái này cũng hơi khó anh ha, tại vì có những cái kỹ năng mà nó kiểu con gà quả trứng, kiểu như là được làm rồi thì nhiều khi mình mới hiểu và luyện tập tốt hơn, nhưng mà vì không có nhiều môi trường để luyện tập quá nên là thành ra cũng không có tốt cái kỹ năng đó lắm, nên là nó giống như kiểu thành một cái vòng luẩn quẩn. Thì không biết là anh có gợi ý gì cho những bạn mà vướng phải những cái red flag như anh vừa nói không? Ok, anh hiểu. Gọi là để khi có trước thì bắt buộc nó phải từ bản thân bạn ra trước thôi. Phải tạo ra cho mình nhiều cái điều kiện để mình luyện tập cái đó. Ví như là giờ mình diễn đạt không tốt thì bạn làm sao để mình diễn đạt tốt á. Thì bây giờ điểm đầu tiên đó là có một cái topic gì muốn nói thử đi. Speaking public hay whatever, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với lại bản thân người yêu. Chuyện đại kia mình muốn trước. Là cách cũng để cách để luyện tập rất là tốt rồi. Rồi còn về khả năng problem solving hay đồ ấy thì giờ tự chiêm nghiệm lại xem có những vấn đề nào mình đã từng giải quyết mà mình cảm thấy là nó thất bại, nó không tốt lắm. Thì nếu như mình được giải quyết nó theo một cái hướng khác tốt hơn thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào, mình sẽ tiếp cận cái vấn đề đó làm sao, mình tự đặt đề bài ra cho mình để mình giải, mình luyện tập cái đó trước thì sẽ giúp cho bạn nó gọi là có con gà trước.